Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel mình nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi tựa game giống con mồi nữa nha các bạn. Và một con đầu tiên của mình rồi. Đây là con mồi. Đầu video mình xin chúc các bạn xem video ngủ giá nha. Và chúc các bạn một buổi tối thật nhiều tốt lành nha. Wow. Và đấy sao mà chạy thoát được chứ mình. Chạy cho thoát sao. Khó chịu quá. Rồi có chạy thoát được hay không, hay là lên tạm điểm số đi. Còn đó muốn ăn của mình đó các bạn, đâu có dễ ăn của mình đâu. Ai giời, wow, liều. Vậy ăn mấy anh nhiều các bạn, liều ăn nhiều nha. Pha cái lẻ lái cực gắt luôn. Sao mà chạy gì? Gặp cái đuôi của mình rồi, bao dây tròn lên rồi, nó chạy rồi. Mình bây giờ mình bởi vì mình không có đi bắt ấy, nó mình bao dây thôi, mình không có được gặp bắt mấy con kia nữa, mình bao dây mấy con đó đấu vậy, đấu nạp mạng cho mình vậy. Mình kiếm cái nào cơ thức cái mình bao dây thôi, chứ bây giờ hết bắt được hết gặp đầu được.
anh quên ý ở câu thề thương mấy ở cho điều để giờ lại bỏ anh cô liêu phần duyên mong anh ra rời lòng tim đã chia đôi đây em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới tôi đang thức khuya không biết đủ giờ nói chuyện biết nỗi đau trong đau mong tháng xây yên bình dẫu mình còn đang suy tư anh qua đây hoa sắc thương phải tàn thương duyên chúng ta phải nhà anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ. Câu nó ghê nãy giờ thấy chưa chưa được mấy con nãy giờ đến đây sao vẫn một mình nhà đã rơi rơi mắt đang chạy theo mình vừa đi mắt đang tuyệt rồi áo anh đây sức chỉ rồi nhớ em anh nhớ bỏ đời cố quên những mãi bồi hồi lặng và đôi mi em đang cười từng. Anh đã yêu người rất lâu sao đã quên thật mau duyên nỗi hà tình nỗi hà nay đã chui về đầu chẳng bởi sao hôm đến đây anh khóc cho ngàn vầy đang nhớ thương lòng vẫn thương mà đã sao người đó mới câu chia lìa rồi quên đi ai có thể thương mấy ai cho điều hòa để giờ lại bỏ tôi vẫn duyên mong anh ra dài là mình nghĩ cách chia đôi đời em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nằm trong tư khoáng em đủ giàu chuyện biết nỗi đau trong lòng mong phút say yên bình dẫu đông nên trước mặt mình thấy mấy con nhỏ nhỏ nhiều quá không có đường bao dây nữa ấy hết nghe. Chiếu như lệnh chảo mà nhớ nên anh đi tìm bạn người giờ ở đâu mà mãi trong mong nghe người ở về anh đã yêu đời rất lâu sao lỡ quên thật mong xuyên nỗi a tình nỗi a đây đã trôi về đâu chẳng biết sao không đến đây anh không thấy con trâu nó thấy mình đi cũng hú hú hồn hú vía thấy gì thấy đi cơ mạnh con nào nó đâm vô người. Ôi qua luôn tuyệt vời tuyệt vời. Nó pha gắt gối không nha. Cái bắt được con này. Wow bầu đôi khi mình thấy mình muốn hồi hộp đó các bạn. Ồ kìa mình đi mình thấy mình tự mình biết tạo rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ.